Những điều cần lưu ý trước khi sang Đông Hưng du lịch lâu ngay để tránh khỏi nhỡ chuyến đi của bạn nhé. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều kiện để làm sổ thông hành là căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Đối với những trường hợp nào có đang sử dụng chứng minh thư, chứng minh nhân dân thì nhanh chóng làm căn cước đi. Và căn cước công dân mà hết hạn ấy thì cũng làm lại đi nha. 2. Đối với trẻ chưa có căn cước công dân thì cần cung cấp tờ khai TK8 có xác nhận của công an phường xã nơi cư trú và kèm theo bản photo giấy khai sinh công chứng hoặc bản sao còn giá trị. 3. Đối với khách du lịch làm sổ thông hành online thì khi ra đến Móng Cái, người lớn mang theo căn cước công dân hoặc thẻ căn cước bản gốc, trẻ em cầm theo giấy khai sinh bản gốc, một bản sao hoặc công chứng và tờ khai TK8 đã có dấu xác nhận. Lưu ý nho nhỏ là ảnh dán trong tờ khai TK8 phải là nền trắng nha. Trẻ em không có bố mẹ đi cùng cần có giấy ủy quyền đủ điều kiện. Và đặc biệt phải chuẩn bị trước TK8 cho trẻ trước khi đến Móng Cái du lịch Đông Hưng bạn nhé. 4. Hộ chiếu không thay thế được căn cước công dân hay giấy khai sinh để cấp sổ thông hành. Hộ chiếu chỉ có giá trị xuất nhập cảnh sang Trung Quốc khi và chỉ khi dán thị thực. 5. Cầm mỗi sổ thông hành chưa đủ điều kiện để xuất nhập cảnh mà cần đi theo danh sách đoàn, theo tour và đây là điều kiện bắt buộc. Và hiện tại Đông Hưng có các tour như sau: tour trong ngày, 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm và được chia theo các hình thức tour sau: tour ghép, tour riêng và tour ghép tự do. Và Vân Vân sẽ chỉ cho các bạn ưu và nhược điểm của các tour sau nhé. Đối với tour ghép là ghép các nhóm nhỏ lẻ cùng với nhau thành đoàn, chi phí hợp lý, đi theo lịch trình, tour chọn gói cả ăn uống, đi lại và chỗ ở, đi nhóm đông người, vui và làm quen được những người bạn mới. Nhược điểm là không phải lúc nào cũng có tour để ghép, hạn chế riêng tư, thời gian nhập cảnh sẽ hơi lâu vì còn tùy thuộc vào số lượng thành viên ghép nữa. Đối với tour riêng, chỉ có đi riêng nhóm mình thôi. Thời gian, địa điểm ăn uống linh hoạt, thoải mái, chủ động. Thời gian xuất nhập cảnh thì thoải mái, thư thả. Đi lúc nào, về lúc nào và đi đâu chơi thì tùy mình. Có thể vừa chủ động giải quyết công việc, vừa đi chơi theo ý muốn. Và điểm cộng là thời gian nhập cảnh được rút ngắn đi rất nhiều. Tour khởi hành bất cứ lúc nào bạn muốn nha. Chỉ có một nhược điểm thôi là chi phí cao hơn tour ghép một chút. Và chỉ từ 2 người thì có thể đi tour riêng rồi nha. Đi càng đông thì chi phí càng tiết kiệm. Và nếu bạn đi từ 10 người thì có khi giá còn rẻ hơn tour ghép ấy. Đối với tour ghép tự do thì sao? Là sẽ hỗ trợ bạn thủ tục và đưa đón tại cửa khẩu, lúc đi cùng đoàn và lúc về cũng cùng đoàn. Yêu cầu là có người bảo lãnh, đảm bảo việc bạn xuất nhập cảnh đủ và đúng hẹn, phù hợp với những bạn đã có kinh nghiệm đi Đông Hưng, giải quyết công việc, thăm gia đình hoặc tự do đi chơi mà không cần hướng dẫn viên. Vậy nên đi thời gian sao cho phù hợp. Nếu bạn và gia đình sắp xếp được thời gian, kinh tế và muốn được trải nghiệm nhiều hơn ở Đông Hưng thì đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Còn nếu bạn hạn hẹp về thời gian thì mình đi trong ngày thôi nhá. Và đăng ký tour càng sớm càng tốt nha, sẽ thuận lợi cho chuyến đi của bạn rất là nhiều đó. 6. Nếu bạn đi du lịch Đông Hưng ngắn ngày thì nên đi bằng sổ thông hành nha, vì đi bằng hộ chiếu sẽ tốn kém visa lắm và tránh những phiền phức khi hải quan Trung Quốc hỏi nhá. 7. Những trường hợp đã từng bị bắt về việc vượt biên trong thời gian cấm nhập cảnh thì đừng cố chấp dán visa hay làm sổ thông hành để sang Trung Quốc nha. Và việc làm sổ thông hành không phù hợp cho những trường hợp đi lao động nhá. 8. Với những trường hợp chưa biết gì về tiếng Trung mà vẫn cố chấp đi du lịch tự túc một mình hoặc sang Trung Quốc với lý do không rõ ràng thì nên cân nhắc lại, vì khả năng cao bạn sẽ bị hủy visa khi nhập cảnh tại cửa khẩu Đông Hưng nhé. Nếu bạn chưa tự tin vì lý do trên, bạn có thể book một phiên dịch hoặc hướng dẫn viên hỗ trợ bạn nhập cảnh nha. Và còn những lưu ý gì nữa bổ sung cùng Vân Vân để chúng ta có những chuyến đi thuận lợi nha. Đi Đông Hưng thì hãy liên hệ với Vân Vân nha. Mình sẽ làm sổ giúp các bạn.